Mến chào cô chú anh chị, mọi người đã trở lại kênh của Sóc. Thì lại giờ nói trước tiên Sóc xin chúc cô chú anh chị bà con một ngày tràn đầy niềm vui và sức khỏe dồi dào ha. Hôm nay Sóc có mặt ở chùa Cơm Hôn Chớp của xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Chăng. Được biết thì chùa Cơm Hôn Chớp cũng đang tổ chức lễ dỗ cố hòa thượng này danh hôn với khánh thành khu tăng xá của chùa. Thì hôm nay là ngày 22 rồi, là tối nay là sẽ có chương trình ca nhạc các chị. Ở đây thì Sóc thấy bà con tiểu thương cũng đã dọn đến để bán, để phục vụ cho bà con phật tử gần xa. Thì ngày mai là ngày 23 đó là đón tiếp khách, thì Sóc sẽ quay lại cái quá trình tổ chức lễ đây để gửi đến cô chú anh chị và mọi người ha. Thì chùa Cơm Hôn Chớp là một chùa rất là đẹp với kiến trúc độc đáo anh chị. Đó, hiện tại thì nhà chùa là ở đây là Sóc thấy là đã rất đông đủ rồi, bà con tiểu thương là buôn bán rồi. Thì hôm nay là ngày giỗ của cố hòa thượng, ngày mai đâu đầu làm lễ khánh thành tăng xá của chùa. Tối nay đã bắt đầu ca nhạc các anh chị, và Sóc thấy thì dàn nhạc cũng đã chuẩn bị rồi hết rồi. Thì dù kê sẽ chơi hai đêm vào ngày 23, đêm 23 và 24, dù kê đoàn Ánh Bình Minh á. Giờ chứ đi đó. Thì nói chung anh em cũng xuống để quay để làm thông báo, Sóc cũng xuống để quay làm thông báo luôn. Ở đây thì cũng buôn bán rất đông chị, hai bên đường nè, đường vào. Sóc thấy thì bà con tiểu thương nó dọn lại rất là đông ha, mà chắc có thể là từ đây tới chiều còn đông nữa, tại giờ cũng còn sớm á. Đây là khu sala của chùa nè. Thì Sóc thấy là chùa Cơm Bưng Chóp là rất là sẻ và rất rộng rãi anh chị. Thôi giờ thì Sóc mời cô chú anh chị bà con cùng tham quan toàn cảnh này nha. Thank you.
Bye.